Em vừa bán con đồng hồ này Casio, mã của nó là ITM 720S NG. Con này có hai màn hình nhiệt độ, độ ẩm này, bên đây là ngày tháng, rồi chỉnh giờ. Ở phía mặt sau của nó là 2, 4, 6, 8 nút. Nút đây là nút chuông á, tắt chuông các bác. Không thích thì tắt xuống đây, mở lên đây. Còn đây là tiếng chim hót rồi tiếng chuông. Còn đây là thử test chuông. Đây em bỏ pin vào. Nó sử dụng 4 pin trung. Bắt pin, bỏ pin vào máy như thế này thì em mới chỉnh, em lên chỉnh giờ trước đi, em nhấn lúc này nha. Đây, đây là 5. Đấy, cái bắt tăng giảm cái nút cộng trừ, ví dụ em bấm nút cộng này là 21, 22, nhưng mà năm nay 5, 21, bấm 21 rồi em nhấn tiếp lúc này qua 5. Rồi nó qua là ngày tháng của bên Nhật đó, là tháng trước xong đến ngày. Đấy. Hôm nay ngày 5. Ngày 5 em xuống ngày 5 tháng 2. Đó. Các bác cứ nhấn này tự động tháng nó cũng theo nhảy theo. Đó. Rồi em bấm chỉnh giờ này. Tiếp đây em nhấn tiếp cái nút nữa. Đấy, đây là chỉnh giờ. Bây giờ là 8:14. 8:14. Em sẽ chỉnh 14. Rồi. Em nhấn tiếp. Rồi, cho nó về. Rồi em nhấn tiếp. Cho nên là tự động nó chạy. Đó. Nó chạy. Nó chạy tới khi nào mà đúng cái giờ này thôi. Rồi các bác cứ để nó tự động nó chạy nha. Còn chức năng mà chỉnh đèn đây, đây là nút chỉnh nhiệt độ ngày tháng, em nhấn nhiệt độ ngày tháng này. Đó, tự nó cập nhật các bác. Để em để một cái này luôn. Còn đây là chỉnh đèn, em nhấn cái này. Đó, chữ này mới chữ này, tức là 7 giờ tối nó sẽ sáng đèn. Đó. Giờ ví dụ như là em muốn cho 8 giờ đi, em nhấn nút cộng này lên. Đó, 8 giờ. 8 giờ tối sáng nha. 8 giờ tối sáng. Rồi. Em nhấn nút này một nút nữa. Rồi chuyển qua chế độ tắt. À, em muốn tắt là mấy giờ này. Đây, hiện tại giờ đang 7 giờ sáng là tắt. Đó chữ này nha, chữ này ban sáng. Thì giờ này hiện tại đồng hồ này em cứ để là 8 giờ tối mở. Chạy đến 7 giờ sáng ngày hôm sau nó sẽ tắt. Rồi em nhấn nút này phát nữa. Rồi ok, nó hiển thị. Đó, các bác cứ để như thế này, tối nhiều khi kim dây nó nghỉ. Con này chuông chim hót rồi nghe vui tai lắm. Đây là chuông nha các bác. Em muốn chim hót nè. Âm thanh rất nhỏ để cho khẽ, cho ngủ cho dễ. Đây là nhiều chim. Bác nào thích một chim thì trên, bác nào thích nhiều chim ở dưới. Còn thích chuông bình thường là đây. Đấy, chuông nhà thờ. Còn đây là nút reset nha các bác. Các bác chỉnh được các bác bấm reset. Rồi coi xong rồi các bác. Bây giờ em sẽ chỉnh cái giờ sáng đèn lại nhé. Bây giờ em ví dụ cho 9 giờ sáng đi. Bây giờ hiển thị tại là đèn là đang tắt. Đó, đèn đang tắt.
Đó, em sẽ chỉnh là coi như là cho nó là 8 giờ đi, 8 giờ tối sáng. 8 giờ tối sáng. Đây là 9 giờ rồi, em sẽ chỉnh lại một số nữa. Số 8. Rồi coi tắt. Tắt là 7 giờ sáng. Đấy. Bây giờ là giờ ban tối. Em nhấn cái nữa nha. Em nhấn nút này nữa. Tự động nó sáng. Đó, em sẽ tắt đèn. Đấy, đèn nó sáng hơi bị đẹp. Con này hiếm lắm, em tính để chơi đấy. Nhưng có bác thích quá thì để lại.